Cứ chiều chủ nhật hàng tuần, Hồ Thị Chi cùng các Phật tử trẻ đến từ các trường hội họa lại đến chùa vẽ tranh Phật. Trong các công đoạn vẽ tranh thì việc phác thảo chân dung của Đức Phật luôn khó nhất và cần sự giúp đỡ của người đã có kinh nghiệm. Mỗi bức tranh phải vẽ thế nào cho đúng tỷ lệ và toát lên đúng tinh thần từ bi của Đức Phật. Khó khăn nhất khi mình vẽ các bức tranh Phật thì đó là tỷ lệ khuôn mặt của các ngài ấy. Mình vẽ phải làm sao mà đúng tỷ lệ nhất, tượng một cách nếu không chính xác tuyệt đối thì cũng ít nhất cũng phải tương đối nhất về các kích thước về miệng, mũi, mắt. Vẽ bức tranh Phật ấy thì mình cảm thấy là những cái muộn phiền của mình thì được tiêu tan hết. Bên cạnh đó khi mà mình nhất tâm vẽ bức tranh của Phật ấy thì mình có thể tưởng nhớ đến những đức hạnh cao quý cùng các ngài. Với những nỗ lực và lòng đam mê, những bức tranh chân dung vốn quen thuộc như hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm hiền hòa, chân dung Đức Phật Thích Ca Tử Bi bên hoa sen lại trở nên độc đáo với những nét rất riêng mang dấu ấn của từng cá nhân. Bởi việc tô màu các bức tranh được nhóm bạn trẻ tùy tâm sáng tạo, nhưng tất cả đều phảng phất âm hưởng văn hóa truyền thống của dân tộc. Thì khi mà mình vẽ thì tranh Phật thì có nhiều gam màu ấy, thì cũng không có một cái quy định nào là phải vẽ ít hay nhiều màu. Đấy là tùy tự do sáng tạo của mỗi người ấy. Thì khi mà mình vẽ càng tập trung vào vẽ các bức tranh Phật thì mình có thể tự do sáng tạo nhiều nhất có thể. Mình có thể tùy hứng mà trộn những gam màu này lại với nhau để ra một bức tranh hài hòa nhất. Với các thành viên, vẽ tranh Phật ngoài việc là niềm yêu thích và khả năng của bản thân còn được xem là phương thức tu tập. Và mỗi tác phẩm ra đời cũng là cách lan tỏa Phật Pháp đến nhiều người với tinh thần hỷ lạc.